Mình xin chào tất cả mọi người nhá. Bây giờ là khoảng 2 giờ chiều rồi mà vẫn có một bác ở gần khu vực nhà mình đem một chú chim chào mào, bác bảo là nuôi 7 tháng rồi. 7 tháng rồi chứ. 7 tháng nó mới hót. 10 tháng mới hót anh em ạ. Cho nên là những anh em nào đã từng sở hữu những chú chim bổi thì cũng kiên trì nuôi một chút mọi người nhá. Đây mình xem con bổi của bác ấy nuôi và chia sẻ lên cho anh em xem nhá. Đấy. Đây. Ai da. Mình thấy con em mào này cực đẹp luôn anh em ạ. Bộ thì bộ chung chung thôi nhưng mà thái độ rất lăng xăng. Tí nữa mình sẽ treo thử cho anh em xem. Đây, chú chim đây, nhưng mà hình như nó hơi sợ máy quay ấy. Thế là chú mua được chú tự chú mua à? Con này mua bao tiền chú? Chú mua lúc bây giờ là mua chim bổi thì có mấy trăm. Có 350 đấy. 350 anh em ạ. Nhưng mà 7 tháng nó chả hot. 7 tháng là chưa hot này. Hôm nay thì hai ôi ôi con nào nó chóe chú ạ. Chim ở ôi, mình đấy đang ở chỗ nào nó chóe. Chóe ở khu vực này không biết ở đoạn nào. Thôi để cho mình thử cho chú ấy tí nha anh em nhá, để xem chú con chim bổi của chú ấy. Ở nhà là chú ấy bảo là có một con mào còn đẹp hơn con như này anh em ạ. Con này lanh chim đây, tôi để tí đây soi là cái này nó hơi mào đẹp lắm, không mào tí nào luôn. Sợ lên. Màu đủ lân anh em ạ. Đấy. Để mình thử ra cho anh em xem nhá. Đây ra đây này, trẻ em âm luôn. Bay ra đây hết rồi. Ui trời ơi. Mấy anh em đang rượt chim thì hôm nay nó về mình thì nó chả trẻ, giờ nó cứ ra đây. Đâu hết rồi. Thì bác ấy bảo là cứ con nào nuôi được lỗi là gã cái là lại bày mất. Nó nhiều tiền nó xuống nhiều... mình tiếc lắm. Được nhiều tiền mà. Là thích. Bởi vì bác ấy mua là rất là rẻ nhưng mà nuôi thì được giá là lại lên đường. Được giá nó lại nói mất cho nên là thôi không có bán. Lý do rất đơn giản anh em ạ, mất chim bởi vì là được giá, bán được giá. Mọi người thấy anh em bác ấy vui không? Nay đem thử xuống con bác ấy bảo 7 tháng bắt về chưa hot, hôm nay đem xuống để tí nữa mình thử cho anh em xem nhá. Ở nhà vẫn còn một con mào đủ lân rất đẹp nhưng mà mình chưa được nhìn thấy thực tế. Hôm nay chỉ có mỗi xem một con này thôi. Nó cũng gan lắm, nó chưa hot đâu. Và bây giờ mình vào mình quay qua cửa sổ xem con chim ấy nó đấu không. Bác có bảo là anh em đừng có mua đam mê của bác ấy nữa. Bác để con này bác chơi bác không bán nữa. Cứ đưa nhiều tiền rồi lại phải bán. Nó trước bán con triệu tư nhỉ bác nhỉ. Triệu tư. Triệu tư con này đấu được. Mua đam mê của bác không được. Để bác chơi tầm tối nay rồi. Đây này mọi người này, thì con chim của bác mình treo ra đây này, thì anh em xem bóng bộ của nó này, màu rất là đẹp luôn, màu lân. Đây mình treo ra đây để xem nó thái độ như nào khi nó nhìn với chim ngoài. Sau đó thì tí nữa mình sẽ kè thử với một con của mình. Thái độ tốt đấy anh em ạ. Đấy, ra dọc đấy. Quả mào rất là chất luôn. Ui dồi ôi, mới con đây nó bay ra đây nhiều lắm chú ạ. Chú đem ra đây tí. Đây, xòe đẹp không chú? Chú ơi này. Kìa, mới con từ xa kìa. Để cháu quay con này đã xong thì cháu thử cho. Đây, chú nhìn thấy đằng kia chưa? 4-5 con. Đấy, đấy, đi rồi, đi rồi. Còn con xòe xòe nó đang đứng ở trên cái ngọn cây xưa màu đổ lân đây này. Đấy, con nào nó chóe. Chú chùm ám lòng lại xong rồi đợi cho tí. Đây rồi, đây rồi. Lên đi, hai con kia lên đi. Lên đấu mấy cặp này đi. Đấy, đấy, lên đấy, lên đấy, lên đấy. Chú nhìn thấy chưa? Ở ngọn cây xưa kia chưa? Không nhìn được. Không nhìn được à? Chú nhìn được à? Thế. Đấy, đấy, đã lên đấy. Mắt bọn tao bây giờ, nhiều lúc và... kia mà nhìn rau gấp thì. Chú chùm ám lòng lại xong để cháu xem cho.
Đấy, bay ra đây rồi đấy. Đấy, con của chú đẹp đấy. Đấy. 7 tháng không hót, giờ xuống đây hót luôn. Ôi, nhiều lần nuôi giờ nó hót rồi, nó trễ rồi. Nhưng lần nuôi 7 tháng nhà nó không hót đâu. Chỉ chú nuôi thế là lì đấy. Ờ, thì không có sự kiên trì. Thấy nó quảng cáo chứ. Nhưng nó quay đến cái... Không phải màu lo, đủ lon đẹp quá. Nó bán cái gì nữa. Bán gì đâu, bán mấy chiếu. Không phải bán mấy chiếu. Đấu cả con bên kia đấy. Trước là nó cái đời lâu lắm mới rồi. Con của Tuân nhìn vẫn to hơn. Và những con của chú màu đẹp. Đấy, nó không sợ đâu. Cứ được đánh, cứ là hàng. Xem con nào thua trước. Con này con sứt móng giờ nó mới hồi đây này, em sức sỏng đây. À, cái con chiếc máu hôm cho nó chuyện đó. Và nó sỏng đây chú. Ăn cắn nữa. Thì sau khoảng gần 1 tiếng anh em ạ, mình thử con chim cho chú đây thì mình thấy thái độ nó cũng khá là tốt anh em ạ. Mặc dù là lần đầu tiên được đi ra khỏi nhà từ lúc chú ấy sở hữu đến giờ. Lúc mình kè thử với mới con kia thì nó cũng... Cũng thái độ khá tốt nhưng mình không dám dám để lâu anh em ạ. Với chim của chú ấy mới. Đấy, chú về chú chăm tiếp đi. Nhưng mà con này chú phải chăm nó thêm một cái cám nó mượt lông thêm tí nữa. À cái tắm ấy, cho tắm với mồi tươi thỉnh thoảng cho nó con cào cào. Thôi thôi thôi, không bao giờ có. Không bao giờ có. Không. Chú chỉ có không, cám đấy. Chỉ có cám không thôi anh em ạ. Ăn hoa quả đều, mà chú đừng có cho ăn cái quả quýt kia. Quả quýt là độc. Thế từ sau đi bỏ. Quả quýt đấy là quýt ấy. Không ra nữa. Đấy, đấy tôi thò tay vào nó có hốt à. Và thế là chú nuôi nhanh thuần đấy. Ôi nuôi hàng năm lồng rồi đó, trời ơi nhanh thuần. Rồi mình xin chào tất cả mọi người nhá. Và hẹn mọi người những clip sau. Hôm sau là chú cứ cho rượt đem con cháu rượt là nó quen đấy chú ạ. Rồi rồi. Và chắc là nhà gọi rồi đấy. Để cháu cũng đi xuống dưới đầm rồi ấy đấy. Thế chú về nhá. Rồi rồi. Rồi mình xin chào tất cả mọi người nhá. Mình phải xuống dưới cuối trại mình vịt gà chút anh em ạ.